Hello anh em, bây giờ mình đang đeo tai nghe nên ở ngay cái chỗ này nè. Ôi, lại nè, ở ngay chỗ này sẽ có cái âm thanh. Và bây giờ mình sẽ chơi Pinata Party. Mình đeo tai nghe để cho nghe này rõ hơn. Khi bình thường mình quay thì nó sẽ không có nghe rõ như bây giờ đâu. Ok, bước vào Pinata Party hôm nay chúng ta gặp cách loại zombie khá là hay, khá là đặc biệt. Và mình đã tắt sound FX nên các bạn sẽ không nghe được cái lúc mà con zombie nó ra đâu. Chơi toàn gai thế này. Spring bin. Giờ mình bóng bay. Balloon gì? Tăng 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 tăng. Ngã bộ mô cho. À, mình nhớ cái này mình đã từng chơi các bạn ạ. Và bây giờ mình chơi lại. Hồi trước á mình có ghi là mình ghét con. Ui, ui. Wow. Hên vãi. Đúng thật là cái Pinata Party ngày hôm nay chúng ta đã từng chơi hồi ngày 12 tháng 7, mình rất là 12 tháng 6. Mình rất là nhớ kỹ ngay luôn. Bye các bạn.